Ouvindo bem. Nhà máy khổ kinh. Nhà có bầu gì không bé? Dạ không. Không à, mắng khô đi đó hả? Nhà khô kinh. Cố gắng nghe. Chứ nữa chắc còn đau hơn nữa. Dạ bé khô kinh khủng. Khổ quá nhỉ. Thôi, ô kinh khủng.
chí nó liên tục nó nói không nói. Trường mới thấy tin nhắn của Ly, Ly nhắn của chị. Nó thấy tin nhắn của Ly mà chưa đọc. Chắc có chuyện gì hoặc là đang... chắc được. Chán có chuyện biết. Quay thấy không được đúng không? Mắt chập lé luôn, không thấy đường.